Hello chị Văn Anh. Mọi người chưa có vào. Hello em Ngọc Trần. Chào cuộc sống nhân sinh. Hello cả nhà nha. Hôm nay bản tin sẽ đi sâu nhưng mà hôm nay có một vấn đề có chị Hồng Trinh sẽ cho một bài tâm sự với cả nhà nha. Sẽ cho một bài tâm sự. Mọi người khỏe không? Chào chị Vanessa Lê. Hôm nay mọi người khỏe không mọi người? Chào chị bà và cháu ở Mỹ nha. Hello chị Trinh, chị khỏe không? Alo, chị khỏe, em khỏe không? Dạ, em khỏe chị. Vẫn khỏe. Thì hôm nay em có hôm nay em có làm livestream cho ai không? Dạ, không có chị. Hôm nay làm nhân vật đặc biệt là chị đó. Hôm nay chị gọi cho em là tại vì chị cũng có cái lòng buồn, chị cũng buồn trong người, chị rất là buồn, là tại vì chị thấy giữa cái em Vân ở bên Cali với lại chị Huệ Phước á, tự nhiên không hiểu sao nó phát sinh ra cái sự hiểu lầm, thành ra là chị muốn gọi. Chị cũng hy vọng là tối hôm nay em Vân ở Cali cũng cũng theo dõi cái đài Việt Di Trú để nghe tâm sự chị nói tâm sự cho nghe đó. Là tại vì khi mà mình cùng với nhau để mà mình cùng với nhau để mà mình làm việc chung đó, đó thì là mình mới đi qua cái quá trình đoàn kết, xong rồi phải chăm sóc lẫn nhau, xong rồi mình là phải cũng như là mình phải quan tâm cho nhau ghê lắm. Thành ra là khi khi chị Huệ Phước đi qua bên đó đó, thì chị Huệ Phước trước khi đi đó, thì chị Huệ tâm sự chị Hồng Trinh. Chị Hồng Trinh nói trời ơi, em thấy chị người của chị làm như là chị cũng mệt mệt đó, chị đi như vậy em cũng lo. Thì là chị Huệ Phước nói rằng là trời ơi, em đừng có lo, chị qua bên đó có dân dân ở bên đó thì nó sẽ là cũng là chị xuống đó là dân nó có nguyên một cái có con gái rồi có những cái người gì đó là sẽ đi chung với chị, thành ra là chị có lo rồi có chú tâm nữa đó. Thì khi chị đi đó chị nói với chị như vậy, thì là bây giờ chị muốn quay lại cái câu chuyện từ đầu về chị Hồng Trinh này chưa bao giờ mà được gặp hoặc là nói chuyện với em Vân ở bên Cali, nhưng mà đó là chị tại sao mà chị biết tới em Vân, là tại vì ngay cái lúc mà cái vụ mà đang chùa mà đổ nhất chùa gì đó đổ nhất trong chùa này kia đó, cái vụ đó là chị đang theo dõi, mà chị cũng đang là vì cái vụ Thúy Nga cứ bị đặt cái nghi án là Thúy Nga làm cái chuyện đó, thì là chị đang ở trong cái giai đoạn cũng như là đang đang cũng giống như đang thanh minh cho Thúy Nga là làm sao mà Thúy Nga làm được cái chuyện như vậy. Thì là ngay cái lúc đó thì là xuất hiện em Vân ở trên cái đài, thì cô Vân mới đi lên, là cô Vân là người đầu tiên
cô Vân là người đầu tiên mới nói lại cái vấn đề của cô Liên, cái chết của sư cô Liên Thi. Dạ. Ở chuyện cái chết của sư cô Liên Thi thì chị Hồng Trinh đã biết từ 10 năm trước, ở cái thời điểm cô Vân lên đó, thì 10 năm trước chị biết tới cái câu chuyện đó. Nhưng mà cái khi đó thì cái tỉnh xá Từ Quang nó còn ở cái Midway City đó, thì lúc đó chị đi về Cali, chị cũng nghe tới cái chuyện đó, chị nói sao ghê quá vậy ta. Nhưng mà đó, mình cũng không ngờ là 10 năm sau thì nó lại quay vô cái chuyện là mình có đang sinh hoạt, đang cũng như là đang ở trong cái câu chuyện đó, để mà Vinh Bực Thúy Nga đó thì mình lại đang ở trong cái chuyện tỉnh xá Từ Quang, nhưng mà lại dọn đi cái location mới rồi. Yeah. Thấy không? Đó, thì là Vân thì là cái người đầu tiên đó, đi lên nói về cái, chị quên là cái kênh nào rồi, hình như là Việc Di Chú phải không? Dạ đúng kênh rồi nào? Thì chị đúng Vân rồi. Chị Vân là người đầu tiên lên kênh nói về Thúy Nga trước. Đúng rồi, liên hệ với em. Đúng rồi. Chị đúng Vân rồi. Thì gọi nhắn tin sau đó gọi em thì nói về Thúy Nga trước, sau đó thì mới đến sự kiện của sư cô Liên Thi. Đó. Thì là cô Vân là cái người đầu tiên là nói đến cái vấn đề đó, vấn đề nói về cái vấn đề cái chết gọi là oan ức của sư cô Liên Thi đó. Rồi từ đó trở đi thì là cái chuyện đó nó mới bắt đầu, nó mới quay ngược lại. Thì là ngay cái giai đoạn đó đó thì là chỉ có cô Vân là cái người biết nhiều nhất về cái vấn đề đó, biết nhiều nhất về cái chuyện biết nhiều nhất về sư cô Liên Thi, mà cũng biết nhiều nhất về cái chùa, rồi sinh hoạt chùa làm sao đó, là người biết nhiều nhất. Thành ra là chị lúc nào cũng vậy, thì khi chị nói chuyện với chị Huệ Phước về cái vấn đề làm sao mà điều tra vô cái vấn đề đó, đó thì chị Huệ Phước lúc nào chị cũng nói là dân nó là người khởi đầu tiên ra về cái câu chuyện đó, không? Rồi chị Huệ Phước mới là bắt đầu, mới cũng giống chị Hồng Trinh ở tuốt bên Maryland này, nhưng mà mình có cái tính của mình cũng giống như muốn tham gia vô giống vậy đó, thì là chị mới bắt đầu, chị mới tìm hiểu, rồi chị mới bắt đầu, chị mới nói chuyện với Vân, rồi chị mới nói chuyện, rồi chị mới bắt đầu, chị mới làm thành một cái cấu, chị mới làm thành đúc kết thành một cái câu chuyện gì, xong rồi bắt đầu là từ đó chị mới đi vô cái chuyện điều tra về cái vấn đề sư cô Liên Thi. Thì chị cũng là cái người thường xuyên nói chuyện với chú Tâm, thì là chú Tâm cũng vậy, là chị Huệ Phước chị lúc nào chị cũng nói là ở bên đó dân á thì nó cũng giống như là con cháu, rồi có một đứa cháu ngoại nữa là con gái của dân á, chị đi đâu á là nó đi cùng đó, rồi nó đi theo, rồi nó cũng lo cho chị dữ lắm, thấy không? Là chị nói như vậy. Nhưng mà chị Huệ Phước hồi này cái người của chị thiệt là chị không có khỏe, chị đi Cali chị cũng không khỏe. Ngay cái lúc chị đi Cali á, chị Hồng Trinh ở bên này lo cho chị quá trời, mà mình gọi chị cũng không chị mệt quá, chị không có nói chuyện được. Chị nói chị ơi, chị về tới nơi chị nói chuyện với em đi, chứ bây giờ chị mệt lắm, chị không có nói chuyện được với em, tại vì chị ngủ không được. Bây giờ đổi lại nha, chị muốn nói cho em Vân hiểu là như vậy nè. Mấy ngày chị qua bên Cali để chị đi lo cái việc của cho Thúy Nga đó, chị đi qua bên đó mấy đêm chị không ngủ được luôn đó. Một đêm chị ngủ được có 1 tiếng 2 tiếng đồng hồ à. Là tại vì mình đi qua bên đó, mình mỗi khi mình đi chơi á thì là mình thoải mái, xong rồi tối mình ngủ ngon lắm. Còn đây mình đi qua bên đó là mình đi cái chuyện của Thúy Nga, mình phải lo làm sao là mình gặp luật sư mình sẽ như thế nào đó, mình đi luật sư mình phải như thế nào, rồi mình phải thu xếp mọi cái câu chuyện làm sao, tại vì cái thời gian mình đi có mấy ngày à. Thành ra mình đi qua bên đó mình rất là mệt luôn đó. Thành ra là khi đó chị cũng có hỏi thăm qua chú Tâm á, cũng nói với chú Tâm, chứ chú Tâm thông cảm, mà chú Tâm quan tâm tới chị Huệ Phước nha, tại vì mệt lắm đó. Chị Hồng Trinh đi qua Cali á, mấy đi có mấy ngày hôm đó về nhà mệt trừ luôn đó,
tại vì không có ngủ được, nó chỉ vậy thôi. Mình ngủ chỗ lạ đó, nó không phải cái giường của mình đó, là mình mệt nó mình ngủ không được. Thành ra là khi chị nghe cái chuyện mà chị Huệ Phước chị nói cái câu chuyện đó ra, rồi cái chị mới sáng sáng nay chị thức dậy nè, thì là chị thấy ở trên YouTube đó, thì là thấy cái bên kênh Độc Lê á, thấy thấy em Dân ở bên đó là có vẻ là giận, cũng giận cô Huệ Phước. Thì là chị thấy vậy chị cũng buồn, là tại vì mình mà cũng giống như mình làm gì cũng vậy, là mình phải có người này liên liên kết với người kia thì cái sự việc mình làm nó mới thành công được. Thì mà nó có cái sự hiểu lầm gì ở trong đó, hoặc là buồn buồn người này buồn người kia đó, thì là thiệt là bao nhiêu cái công sức mình làm ra, cái việc mà mình làm ra đó, thì là tự nhiên nó giống như là bị bỏ lửng, hoặc là bị gián đoạn, nó giống vậy đó. Thành ra là chị gọi để chị nói cho Vũ nghe là chị hôm từ sáng tới bây giờ chị thấy Dân là có vẻ buồn buồn chị Huệ Phước. Ngày hôm qua thì chị Huệ Phước thì là chị cũng đang mấy bữa cháu chị nó bị bệnh rồi nó chết, rồi giờ có đứa con dâu ở bên kia, rồi lại thêm cái đứa cháu cũng đang bị bệnh ở bên đó nữa. Thành ra là chị cũng cố cố chị muốn nói chuyện này chuyện kia để cho chị quên đi, nhưng mà đó là chị không có giữ được cái bình tĩnh. Cái người của chị cũng như là chị dễ nóng nảy, tại vì chị đang vừa mới trải qua một cái chuyện rất là khủng hoảng luôn. Chị hy vọng rất là nhiều, nhưng rốt cuộc là cháu chị rồi, giờ đứa con dâu ở bên đó, đủ thứ chuyện hết, thành ra là nó mới xảy ra như vậy. Thì chị cũng mong nếu mà em Dân mà đang nghe đài thì chị Hồng Chinh chưa có dịp nào được nói chuyện với em, chị nghĩ là sẽ có một cái dịp nào kết nối để cho mà chị Hồng Chinh nói chuyện được với Vân. Tại vì thiệt ra là cái chuyện mà làm ra cái chuyện sư cô Liên Thi, nếu mà không có Vân á, không có Vân đó, thì là cái chuyện này nó không có gọi là đòi được cái sự công bằng cho cái chết của sư cô Liên Thi, là đều bắt đầu từ ở Vân hết. Cái chuyện này không phải là chỉ có một người biết, hai người biết, mà ai cũng biết. Thành ra là cái công của Vân trong cái vấn đề này đó là rất là nhiều, mà kể cả chị Huệ Phước chị vẫn nói luôn, không có con dân Hồng Chinh ơi, không có con dân bắt đầu ra thì chị đâu có biết cái chuyện gì đâu đó. Thì nói như vậy thì là chị Hồng Chinh cũng nói là nhờ có dân đó, thì là cái sự việc nó mới được điều tra. Mà cái hướng điều tra thì bây giờ chị Huệ Phước chị đã làm hết những cái chuyện gì mà chị có thể làm được ở bên Mỹ rồi đó, chị đã làm xong hết, cũng như là cái phần của chị làm sao để đưa cái hồ sơ vô cho cảnh sát, cho bắt đầu để cho họ mở cái hồ sơ ra đó, thì là chị cũng đưa được, không phải một mình chị nha, mà là dân cũng là đi cùng với chị làm rất là nhiều cái công việc. Lúc mà cái thời gian chị Huệ Phước ở bên Cali á, thì là cũng nhờ có chú Tâm với lại Vân, với lại con gái của Vân. Chứ nếu không phải vậy chị Huệ Phước một mình chị đâu cũng đâu có dám đi qua bển một mình chị đâu đó. Thành ra là chị Hồng Trinh cũng mong là mọi cái sự gì cũng vậy, mọi cái chuyện gì cũng vậy, thì là mình đừng có hiểu lầm cái tình cảm. Mình có thể hiểu lầm, ví dụ như chị nói chuyện với chị Huệ Phước, có nhiều khi hai chị em có cái gì bất đồng và chị nói như vậy không đúng, em nói như vậy không đúng, cũng nói qua nói lại rồi một hồi mình giải quyết rồi nó qua. Cho nên là chị Hồng Trinh thấy có cái chuyện mà mình không hiểu nhau đó, thì chị Hồng Trinh nghĩ rằng nếu mình, tại vì mình muốn tự, cái này là tự một mình chị muốn giải tỏa cái cảm giác khó chịu trong người của chị thôi, chứ không phải là chị nói như vậy để làm cái gì đâu. Chị muốn tâm sự cho Vân hiểu
Rồi chị cũng muốn như vậy để cho nó giải tỏa cái cảm giác nặng nề trong cái người của chị. Tại vì khi nó xảy ra như vậy thì tự nhiên chị rất là buồn. Nếu như là mình hợp tác với nhau, mình đoàn kết với nhau, mình không có cái sự hiểu lầm gì, Vũ hiểu chị nói không? Mình không có sự Chị Hồng Trinh biết không, em nhớ cái lúc mà thời gian là vui nhất là lúc mà đón cô Huệ Phước qua Cali ngày đầu tiên, là chị Vân rồi chú Tâm rồi ghé nhà anh Quốc Võ Đúng ăn rồi, uống, chị là có vui coi. vui rất là vui, có chị Vân rồi cô Huệ Phước. Mà lúc đó chị Vân gọi cô Huệ Má là má, Phước mẹ. là mẹ, là má Ừ, đó, nó tình cảm rất là thân chị thương Huệ Phước cũng đó. về đây cũng nói nè, trời ơi chị đi qua bên đó giờ có đứa cháu ngoại là con gái dân á, là cháu ngoại. À, tên Tina gì đó, chị về đây chị còn kể tên, chị còn biết nữa, mà chị còn biết con gái của dân tên là Tina, tại chị Huệ Phước chị kể con cháu ngoại nó đi theo nó gì đó. Thì thiệt ra là mình làm cái vấn đề gì cũng vậy, mình phải có sự đoàn kết ở trong đó. Nếu như ví dụ như chị má Huệ Phước mà nói cái gì mà nó không có vừa là vừa ý mình thì mình cứ gọi cho má Huệ Phước, mình nói má nói như vậy con buồn, như vậy thôi mình lại tiếp tục mình là đoàn kết để mình làm cho xong cái công chuyện đó. Còn bây giờ cái vụ của sư cô Liên Thi đó ở sở cảnh sát nó không bao giờ đóng lại đâu, cũng như là người ta trả cái xác về để mà gì thôi, nhưng cái điều tra đó nó vẫn nằm cái gọi là cái hồ sơ của cái vụ ám sát, cái vụ mà cái chết của sư cô Liên Thi đó là nó vẫn để mở ở sở cảnh sát, nhưng nó cũng không bao giờ nó đóng lại đâu đó, cho tới khi nào đó là bây giờ là họ đã nhận cái hồ sơ đó vô, họ sẽ mở trở lại. Thành ra là chị Hồng Trinh thấy tự nhiên có cái hiểu lầm nhỏ thôi cũng là lời ăn tiếng nói, hoặc là người này nói cái này, người kia nói cái kia. Thì chị Huệ Phước chị cũng lớn tuổi rồi, có nhiều khi cái người chị mấy bữa nay cũng mệt, chị mệt. Nhiều khi chị Hồng Trinh đó thấy không, chị Hồng Trinh với chú Tâm đó, mà nói một cái là chỉ là để ta nói tụi bay, hai đứa bay im đi đó, thấy không, là tại vì cái người của chị đó, nó đang không có thoải mái trong 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 lòng, là tại vì chị bị quá trời cái chuyện nó xảy ra ở bên Việt Nam rồi, chị đêm tới chị cũng không có ngủ được, cũng tội lắm. Thành ra nghe nói dân á thì là cũng có cái chứng bệnh ung thư, chị Hồng Trinh nghe là cứ đau hoài như vậy đó, thì là cũng tội ghê đó, mà cũng không biết làm sao, tại vì cái lần đó mà đi đi về Cali đâu có dịp gặp ai đâu, không có dịp gặp ai. Nhưng mà lần sau chị Hồng Trinh là mà có dịp về Cali thì thế nào cũng kêu chú Tâm này nè đưa đi để gặp dân, chứ bây giờ cũng không có số điện thoại để liên lạc, hay là cũng chưa có nói chuyện với dân lần nào. Thành ra là nhưng mà thế nào cũng có dịp, nếu mà mình cứ tiếp tục mình lo những cái công việc mình phải lo đó, thì là thế nào cũng có dịp gặp nhau hoặc là kết nối để nói chuyện với nhau, chứ không có gì. Cũng tội nghiệp chị Huệ Phước, người của chị nó cũng không có khỏe mà dân cũng không có khỏe, thành ra khi mình không khỏe nó dễ gây gọi là hiểu lầm rồi nóng nảy rồi cái gì đó, thì mỗi người cứ hiểu ra những cái lúc mà mình cùng nhau làm những cái việc như vậy đó thì là mình sẽ thông cảm rồi mình bỏ qua, nó là vậy thôi. Chứ chị Huệ Phước thì chỉ như vậy, chỉ giận cái chuyện gì, nhưng mà khi nào chị gọi chị Hồng Trinh đó thì đều đều hai chị em đều rất là có nhiều chuyện để nói về văn thơ, rồi nói về nhạc, rồi nói về những cái chuyện gì đó, thì cũng 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 thấy là chuyện nó không có gì đâu, chỉ có là khi mình làm những cái chuyện gì rồi mình kể một cái câu chuyện gì rồi mình hiểu sai cái ý của nhau đó, mình hiểu lầm
cũng giống như khi chị nghe dân nó nói lên cái đài của cái chú gì Lộc Lê gì đó, chị cũng chưa chưa có biết cái chú Lộc Lê đó, thì chị thấy như vậy thì cũng là vậy thôi, cứ mỗi người bỏ qua cho nhau mà mỗi người nghĩ nhẹ nhàng một chút đi thì mọi chuyện nó sẽ không có gì. Tại vì chị Huệ Phước đó, nói vậy thì nói chứ chị đã kêu con gái là chị cũng thương lắm, chứ chị nói cháu ngoại chị tên Tina luôn mà chị không còn biết tên, chị không còn nghe chị kể về con gái của dân luôn mà. Thì đó thì em cũng rất là quý chị Vân mà cũng quý cô Huệ Phước, thì chỉ mong là cô Huệ Phước với chị Vân có thể mình liên lạc lại với nhau rồi mình giải quyết cái nhiều lúc mình nghĩ sai gì đó nó không có đúng, mình có thể mình Đúng nói chuyện với rồi, nhau là mình giải quyết thôi. hiểu lầm là tại vì chị nghe cái chuyện là Vân bị bệnh ung thư, và bị bệnh ung thư thì chị không bệnh ung thư mà khi nào chị mệt đó là chị phải nằm xuống chị nghỉ, chứ còn đó chị phải được nằm xuống nghỉ liền, chứ còn nếu không thì nếu mà người mình đang mệt đó mà mình không được nghỉ ngơi á thì là mình cũng mệt. Thành ra là tại vì cả hai người cùng bị mệt mỏi, thành ra là có cái chuyện hiểu lầm lẫn nhau, chứ còn chị Huệ Phước chỉ vậy chứ cái bụng của chị nó, bởi vậy chị với chú Tâm á cũng quý chị Huệ Phước lắm, tại vì chỉ như cái bụng của chị nó không có cái gì mà chị không có cái gì mà hiểm độc ở trong cái bụng của chị hết á, chị có cái gì cái chị nói mà nói không hề có một cái ý gì đâu. À, chị nhiều khi chị nói Hồng Chinh đã có nói cho mày nghe, mày im đi để cho tao nói, chỉ như vậy thôi. Nhưng mà một hồi nữa chị gọi lại chị lại, chị khi nào lúc khác đó chị nói xong cái chuyện của chị rồi chị lại ngâm thơ rồi chị lại đọc cái gì ca nhạc cho mình nghe đó, thì là chị nó là như vậy. Mà chị người của chị nó cũng không khỏe, mà mấy hôm nay chuyện ở bên gia đình chị bên Việt Nam nó xảy ra đủ thứ chuyện đó. Thì chị Hồng Trinh cũng mong là dân nếu mà cái chuyện này mà không có dân mở đầu ra đó thì là cái chuyện cái chết của sư cô Liên Thi á là cũng bị quên đi rồi, hiểu không, cũng bị cũng như là không ai biết nhiều bằng bằng dân đâu, tại nó như vậy phải không. Dạ đúng rồi. Ai cũng biết như vậy mà, ai cũng biết là dân là cái người mà khởi đầu mà dân là biết nhiều nhất, mà chị Huệ Phước chị cũng nói như vậy thường xuyên là chị làm như vậy là chị làm vậy thôi, chứ không có dân nó bắt đầu ra thì chị cũng đâu có biết gì tới chuyện sư cô Liên Thi đâu. Rồi mình nghe cái câu chuyện như vậy tự nhiên nó mới làm cho mình thấy tội quá người mà, chứ đâu có phải làm sao mà để cho cái chết nó oan uổng như vậy. Thành ra sau đó chị Huệ Phước đó, cũng tội nghiệp, chị cũng bỏ rất là nhiều công để chị nghiên cứu, chị cũng tìm tòi, chị cũng nghiên cứu rất là nhiều. Thành ra làm cái gì á, cái việc đó nó lớn quá không thể một mình làm được. Nội cái việc Thúy Nga thôi là chị cũng cái việc của Thúy Nga thôi mà chị cũng nếu mà không có cả một cái cộng đồng mạng thương Thúy Nga thì một mình chị cũng đâu có làm gì được đâu. Dạ đúng rồi. À, cộng đồng mạng họ thương Thúy Nga rồi họ cũng ủng hộ tinh thần chị Hồng Trinh, ủng hộ tinh thần chị Hồng Trinh thì chị Hồng Trinh mới lên tiếng nói được, mới có thể làm được cái việc mình làm. Thành ra là nó mình chị Hồng Trinh mà làm được cái gì, với lại gọi là nó cả cả đám người ở bên Cali, đám đàn ông ở bên Cali nó xúm vô như vậy là một mình chị Hồng Trinh mà không có cộng đồng mạng thương Thúy Nga thì chị Hồng Trinh cũng đâu có giúp được đâu đó, đúng không. Thì em cũng hy vọng là cô Hiệp Phước với chị Vân có giải quyết rồi, em chị chú sẽ mời chị Vân lại lên để chia sẻ với mọi người. Giống như là mình cũng là một một cái team rồi, cùng một cái hướng với nhau rồi. Rồi đúng không? Thì chị Hồng Trinh thấy vậy cũng rất là buồn, là tại vì chị cũng
chị cũng cái này cũng gọi là cái duyên thôi. Cái duyên thì chị cũng là thường xuyên gọi là chia sẻ chuyện, những cái chuyện không phải là chỉ có chuyện Thúy Nga, cũng không phải là chuyện sư cô Liên Thi, mà là cái chuyện đủ thứ chuyện trên đời, là chú Lâm với lại chú Tâm với lại chị Huệ Phước á, thì là cũng chia sẻ những chuyện trên đời chứ không phải là riêng gì cái chuyện Thúy Nga với sư cô Liên Thi. Như vậy thành ra là chị cũng mong cũng có một cái dịp nào đó có duyên thì là chị sẽ gọi là có cái cơ hội nói chuyện với Vân. Như vậy thì nếu mà Vân có nghe chị Hồng Trinh nói chuyện thì là gọi cho chị cũng được, gọi gọi cho chị đi rồi mình tâm sự, không có cái vấn đề gì hết. Còn chị Huệ Phước lúc nào cũng vậy đó, nói chuyện với chị nói thì chị nói như vậy thôi, chứ mà nói chuyện với chị về cái chuyến đi Cali là chị đều nói không có Dân, thì chị không có Dân từ cái bước đầu là chị cũng đâu có đi 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 được ở đó đâu, tại vì đất lạ quê người mà, chị đâu có đi qua bển một mình chị mà chị dám đi lại như vậy. Thôi thì đừng hiểu lầm, mình cứ sống, mình trải qua cái sinh hoạt chung với nhau về một cái việc rất là lớn mà rất là nổi tiếng như vậy, thì là bây giờ rất cái chuyện rất là nổi tiếng trên mạng nha. Như vậy là không có Dân khởi đầu ra thì cái đó là cái công đầu là phải là của Dân đó, đâu chị Huệ Phước nói hoài như vậy chứ gì. Chị Huệ Phước vẫn nói là chỉ giúp trong cái chuyện gì thôi, nhưng mà chú Tâm cũng nói vậy, chú Tâm cũng nói là để cho cái chuyện giải quyết xong hả, thì là cái công đầu là của Dân, là người đầu tiên đem cái câu chuyện ra, không phải đem câu chuyện ra mà nhắc lại cái câu chuyện của 10 năm trước, chứ cái chết của sư cô Liên Thi hồi đó chị cũng đang thời kỳ đó chị đi tới đi lui cả ly hoài, thì cái vụ đó chị cũng đã nghe từ 10 năm trước ở cái chùa đó ở Midway City rồi, nhưng mà quên đi chứ đâu có ai nhớ tới đó, bởi vậy. Thế thì chị chỉ có chia sẻ cái tâm sự ngày hôm nay để cho nó nhẹ lòng thôi. Mà chị Huệ Phước thì thiệt là trong bụng chị không bao giờ mà chị nói chuyện với chị từ cái hồi chị giúp Thúy Nga cho tới bây giờ đó, thì là chị biết là chị là cái người gọi là cái bụng dạ, chị không có cái gì để bụng, chị không có xấu bụng, chị nhiều khi chị mệt trong người hay là chị nóng tính lên chị nói gì mà chị không có cái ý xấu gì đâu, nó là như vậy đó. Thì bây giờ chị cũng mong là chị Phước với lại em Dân thì thông cảm cho nhau, rồi hiểu, đừng có hiểu lầm, đừng có giống như là đừng có nặng lòng nhiều quá về cái lời qua tiếng lại. Như vậy thì coi như là cái sự việc sư cô Liên Thi vẫn còn đang tiếp tục, thì là mình coi như mình kết nối với nhau rồi mình hợp tác với nhau, mình làm cho nó xong cái chuyện mình muốn làm, nó là vậy đó. Đúng rồi. Ok, như vậy chị Hồng Trinh chỉ có chia sẻ với Quốc Vũ cái cảm giác bây giờ của chị Hồng Trinh thôi. Cái này là cái tâm sự riêng với em Dân, chứ không phải là để, chứ không có vấn đề gì hết. Như chị hay như vậy lắm, chị hay, chị thích chia sẻ cái quan điểm hay là cái suy nghĩ hoặc là cái tâm sự của chị riêng cho một cái người nào đó đó, thì là bây giờ chị đang nói chuyện với em Vân, cũng hy vọng là em Vân nghe được. Còn nếu như nói về cái bệnh ung thư hay là cái bệnh ung thư mà phải làm sao cho nó lạc quan lên để mà mình chống lại nó đó, thì cái đó thì là chị Hồng Trinh cũng giúp giúp mấy người thoát khỏi cái không không có bị chết vì ung thư đó, tại vì họ bị ung thư họ cũng tiêu cực. Thì nếu mà cảm thấy
muốn nói chuyện với chị Hồng Trinh thì liên lạc với chị Hồng Trinh rồi chị em nói chuyện tâm sự ha. Dạ. Rồi có gì chị Vân mà muốn hỏi số chị Hồng Trinh thì cứ liên lạc với em nha. Em Đúng cho số rồi. chị Trinh. Dạ. Thì Vũ cứ việc đưa hay là chú Tâm đó, chú Tâm Dạ. cũng có số của chị Hồng Trinh ha. Ok, như vậy thì cảm ơn Vũ cho chị cái thời gian để tâm Dạ. sự với Vân. Rồi chị Huệ Phước cũng, nếu mà chị Huệ Phước đang nghe em nói đó, thì là chị Huệ Phước giữ gìn sức khỏe. Mọi chuyện gì cũng vậy, cũng là ý trời, cũng là trời lo, rồi mọi chuyện tùy duyên. Rồi em cũng mong chị Huệ Phước với lại Vân là lại tiếp tục hợp tác để mà làm cho xong cái công việc đó, tại vì cái công việc nó chưa có hết đâu, nó vẫn nằm ở sở cảnh sát, bây giờ đang nằm trong sở cảnh sát, người ta đang điều tra, nhưng mà cái sự việc đó nó sẽ có ngày kết thúc ha. Như vậy thì là không có uổng công Vân với chị Huệ Phước làm cái cuộc điều tra này rất là tốn, rất là nhiều công đó nha. Dạ. Dạ rồi. Ok Vũ, rồi có gì thì chị sẽ nói chuyện sau Dạ cảm ha. ơn chị nha. Ok em. Dạ, bye bye chị. Bye bye. Dạ cảm ơn chị Thúy Nguyễn nha. Em cũng cũng khỏe, có thể làm chương trình, vì chương trình mình làm phải mình phục vụ khán giả, mọi người vui.